tam vị Chúa mừng rất quan lo, chư vị Chúa mừng cho bà đệ nhất Tây Thiên đi, anh định chắc ra ngôi miền chân gian thành xa hồi cùng người đồ dòng văn đi chỗ gói nguyện hồ Bắc Giang yên thế đền thờ anh định. Bố hạ có lối vào bỏ hăng ta ngồi đến thờ chúa à thanh canh canh vang vang đủ bốn mùa ô lâu bình an ngọc lan thơm ngát đi bốn mùa đầu cô miếu cầu hồi đôi bên đường vào ngự ngôi dầu dầu nét mặt mặt chiếc gậy son chúa đặt phía sau lá trầu chúa bói bổ cầu chúa ba ngồi đó nóng chân suy nhớ xưa thái tổ tiên nể có người con gái sinh ra đi ăn tâm bồ cô cha mẹ học phép thầy quỷ bốc thiên sinh cả cuộc đời làm phúc y cứu dân y tiên sinh truyền phép ban danh chúa nguyện nhiều đứng đôi bên hai hàng phương múa sắc đôi hàng đông đông chúa sơn trang đêm đêm mờ khuya tiếng suối gầy đặc thank you.
tục từ nhiều năm ngoái năm xưa. Đồng thì còn nhang con cuộc thờ. Ba mươi mông một người từ hôm rằm. Ba mươi mông một hôm rằm mười tư. Chúa ban thương ngài tài lộc Chúa ban cho muôn cho bác lộc thượng ngàn bán cho thương ngài chính đời người chờ đi nhà. Sớm chiều càng ta tay tới biên bạc rừng vàng đem cho chăm họ giàu sang đời đời ăn cho chăm họ đời đời giàu sang. Sắc đẹp tốt tươi dương là nên ngàn trái trắng cũng quả nhiều hoa ti hoa. Tiếng đồn về tới kinh đô có chúa nguyệt đồ sắc phói thật linh. Bói cầu tài dư chắc khỏe bói khóc sai quen nào Chúa soi trong cửa nhà ra sự lại soi về phần bộ thấp cao đi hà. Chàng tôi hài hoa sao chơi gặp buồn chỉ quanh nếu lô xuống giang cơn tin ca chắc chắn là tiên nữ trên trời vừa duyên hay lỡ xuống nơi hồng kỳ chân đi. Quá như lời sóc khi thất than thờ gặp được thần ở chốn rừng nghỉ sâu người thương yêu đạo tình tình y thịnh xuống về tốc ai đàn sở độ cho đồng ăn ở nhất tâm ngày hôm nay trời ngồi sơn lâm vui sao vui quá thu gâm dẻo ca chắc là tiên nữ trên trời vì duyên nay vì nợ đã xuống nghi nơi hồng trần quá lời xong nghi thân than thờ gặp gặp đường thân ở chốn rừng sâu đi. Thank you.
nào tính tình. Bao nhiêu ân ân quyết phép thân ni chủ truyền bán. Qua mười năm căn cơ thọ sáu khi xuân về đắc đắc in đào tiên ra phép tiên sát quỷ trừ tà. Ma quẻ bời không có ma sai quẻ chú soi trong cửa nhà ra sự lại soi về phần bộ thấp cao âm dương long bạch thế nào.